Nếu bạn tò mò về bí mật đằng sau mọi thứ trong thế giới này, thì hãy nghĩ về những quy luật toàn cầu này như là một loạt các hướng dẫn. Những quy luật này không phải do con người đã sáng tạo ra, mà chúng là những quy luật tồn tại sẵn trong vũ trụ, không bao giờ thay đổi và được áp dụng ở mọi nơi, mọi lúc. Những quy luật này không bắt bạn phải làm gì đó vì sợ hãi, mà chúng dẫn dắt bạn điều hướng cuộc sống của mình bằng cách giúp bạn hiểu rõ hơn và đáp ứng sâu sắc hơn. Chúng đã tạo nên quá khứ của bạn và sẽ hình thành tương lai của bạn. Nhưng quan trọng nhất, chúng có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về hiện tại. Khi chúng ta khám phá những quy luật này, tôi hy vọng bạn không chỉ học thêm kiến thức, mà còn mở ra cái nhìn mới, không chỉ có thông tin mà còn là sự thay đổi bản thân bạn. Luật đầu tiên, luật đồng nhất vũ trụ. Luật đồng nhất vũ trụ có ý nghĩa là chúng ta đều liên kết với nhau và thuộc về một loại năng lượng tôn thờ cao quý hơn rất nhiều so với cá nhân mỗi chúng ta. Nó dạy chúng ta rằng mọi hành động, suy nghĩ và lời nói của chúng ta không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của riêng mình, mà còn lan tỏa ra khắp vũ trụ, có tác động đến mọi vật thể. Điều này tức là cuộc sống của mỗi người, cả tôi và bạn, đều liên quan và phụ thuộc vào nhau. Khi chúng ta nhận thức về luật đồng nhất vũ trụ, chúng ta hiểu rằng không ai đứng một mình, mọi người đang cùng nhau trên hành trình này. Chúng ta không chỉ là những phần nhỏ trong một bức tranh lớn, mà thậm chí chính chúng ta tạo nên bức tranh đó. Nếu chúng ta coi mọi thứ chúng ta trải nghiệm, cảm nhận và thấy là xuất phát từ một nguồn năng lượng thần thánh duy nhất, thì tình yêu, lòng nhân ái và lòng từ bi sẽ tự nhiên lan tỏa trong mọi tương tác. Điều quan trọng là chúng ta đối xử với người khác bằng sự tôn trọng và quan tâm mà chúng ta muốn dành cho chính bản thân mình. Điều này đồng nghĩa với việc hiểu rằng khi chúng ta gây tổn thương cho người khác, chúng ta cũng đang tổn thương chính bản thân mình. Đây chính là nguyên tắc vàng. Đối xử với người khác như chúng ta muốn được đối xử. Vậy làm thế nào chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc này trong cuộc sống hàng ngày? Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách thấy đồng nhất trong từng người chúng ta gặp gỡ và đối xử với họ với lòng nhân ái và sự thông cảm. Khi nói chuyện, chúng ta nên để lời nói thể hiện sự hiểu biết về mối liên kết này. Khi nghe người khác nói, chúng ta nên lắng nghe với lòng từ bi và hiểu rằng chúng ta đang kết nối với nhau như những nhánh khác của cùng một cây lớn. Luật thứ hai, luật dao động. Luật dao động nói về việc mọi thứ trong vũ trụ, từ các ngân hà khổng lồ đến những hạt siêu nhỏ, cùng với suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta, đều tồn tại dưới dạng những động tác đều đặn và dao động ở các mức độ khác nhau. Để dễ hình dung, ví dụ, nếu bạn muốn nhiều tiền hơn, bạn cần hiểu tần số hoặc cảm giác mà tiền mang lại và cố gắng đồng tình với tần số đó. Tương tự, nếu bạn muốn cảm nhận tình yêu, bạn cần phải đồng điệu với tần số của tình yêu, một tần số cao và tích cực. Nếu bạn muốn hợp với một người nào đó trong cuộc sống, cả hai bạn cần phải có tần số tương tự. Để thực hiện điều này, bạn cần điều chỉnh tần số của chính mình để phù hợp với tần số của những gì bạn muốn. Luật này cũng giúp chúng ta hiểu rằng chúng ta không chỉ là những hình thể vật lý mà còn là những nguồn năng lượng đang dao động ở các mức độ khác nhau. Những dao động này ảnh hưởng đến cách chúng ta trải nghiệm thế giới, tương tác với nhau và thậm chí tác động đến thực tế của chúng ta. Nghĩ về tâm trạng của bạn, khi bạn hạnh phúc và tích cực, bạn cảm thấy như đang dao động ở tần số cao, còn khi bạn buồn và tiêu cực, bạn cảm thấy như đang dao động ở tần số thấp. Tóm lại, luật dao động cho chúng ta cái nhìn sâu hơn về cách mọi thứ trong vũ trụ tương tác thông qua các dao động và tần số, và làm thay đổi cách chúng ta hiểu về bản thân và vai trò của mình trong sự phức tạp và kết nối của thế giới. Luật thứ ba, luật tương quan. Luật này giải thích rằng những gì bạn trải qua và cảm nhận bên trong tâm hồn của mình sẽ được phản ánh trong thế giới xung quanh bạn. Điều này có nghĩa là tâm trạng và suy nghĩ của bạn ảnh hưởng trực tiếp đến cách bạn nhìn nhận và trải nghiệm thế giới bên ngoài. Khi bạn cảm thấy tự tin và tích cực, thế giới xung quanh bạn thường trở nên tươi sáng và tích cực. Ngược lại, khi bạn cảm thấy không tốt, mọi thứ có thể trở nên trầm tối và khó chịu. Nếu bạn có tâm trạng bình yên bên trong, thì môi trường xung quanh bạn cũng thường thể hiện sự yên bình. Tuy nhiên, nếu bạn đang trải qua xáo trộn trong tâm hồn, cuộc sống xung quanh bạn cũng có thể trở nên rối ren và hỗn loạn. Luật này nhấn mạnh một thực tế mạnh mẽ: bạn chính là người tạo hình thế giới của mình. Bạn có sức mạnh để thay đổi thế giới xung quanh bằng cách thay đổi cách bạn cảm nhận và suy nghĩ. Cả suy nghĩ bạn tạo ra, niềm tin bạn chọn và thái độ bạn thể hiện, tất cả cùng tạo nên một bức tranh sống động của cuộc sống cá nhân.
những ý tưởng mà bạn nghĩ về sẽ dần trở thành hiện thực và thực tế bạn phải đối mặt. Để thay đổi thế giới xung quanh, bạn phải bắt đầu thay đổi bản thân, và thế giới bên ngoài sẽ phản ánh sự thay đổi đó. Luật thứ tư, luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn tức là tương tự thu hút tương tự. Nghĩa là những gì bạn tập trung vào, cả tích cực và tiêu cực, sẽ thể hiện trong cuộc sống của bạn. Điều này đã được thừa nhận bởi nhiều người thông qua lịch sử, từ các triết gia cổ xưa, các nhà khoa học lượng tử, cho đến những người đạt được thành công. Luật hấp dẫn tương đồng với luật dao động, bạn không thu hút những gì bạn mong muốn, mà bạn thu hút những gì bạn là. Luật này cũng nói rằng bạn cần tin rằng bạn có khả năng đạt được những gì bạn muốn. Nếu bạn muốn thu hút tiền bạc, nhưng lại không tin vào khả năng điều đó xảy ra và luôn hoài nghi, thì bạn như là một con thuyền bị cuốn đi bởi dòng nước. Bạn không thể hy vọng thu hút điều gì mà bạn không tin rằng bạn có thể đạt được. Nếu bạn muốn có sức khỏe tốt, bạn cần quan tâm và chăm sóc cho bản thân mình, bởi vì cuộc sống của bạn phụ thuộc vào sức khỏe đó. Nếu bạn muốn thu hút tiền bạc, hãy có tinh thần hào phóng và sẵn sàng chia sẻ, vì khi bạn làm như vậy, tiền bạc sẽ quay trở lại với bạn. Nếu bạn muốn tình yêu, hãy bắt đầu bằng cách yêu chính bản thân bạn và yêu người khác. Tóm lại, luật hấp dẫn cho chúng ta thấy tầm quan trọng của tư duy tích cực và sự tự tin trong việc thu hút những gì chúng ta mong muốn trong cuộc sống. Luật thứ 5, luật hành động cảm hứng. Luật này có nghĩa là chỉ khi bạn thực sự hành động, những thay đổi mới xảy ra trong cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là không chỉ là hành động bất kỳ, mà là hành động được truyền cảm hứng, dựa trên sự tương thích với mong muốn của bạn, sự thấu hiểu nội tâm và hướng dẫn từ bên trong. Đây chính là nguồn động viên để biểu hiện những ước mơ của bạn. Luật này hoạt động như một cây cầu nối giữa thế giới tưởng tượng và thế giới thực tế. Trong khi luật hấp dẫn giúp bạn điều chỉnh suy nghĩ và cảm xúc theo mong muốn của bạn, luật hành động cảm hứng thúc đẩy bạn chuyển động theo hướng của những khát vọng đó. Để đạt được những gì bạn mong muốn, bạn cần đồng hành với tần số của những điều bạn khao khát. Nếu bạn muốn trở thành ngôi sao, bạn cần cảm nhận như một ngôi sao từ bên trong trước. Sự nhận thức về luật này thay đổi cách chúng ta tự nhìn mình và vị trí của mình trong thế giới. Chúng ta không chỉ là những hình thể vật lý, mà chúng ta còn là những nguồn năng lượng rung động ở các tần số cụ thể. Những dao động này tác động đến trải nghiệm, tương tác và thực tế của chúng ta. Nghĩ về tâm trạng và cảm xúc của bạn, khi bạn đang vui vẻ và tích cực, bạn cảm thấy như đang dao động ở tần số cao, còn khi bạn buồn bã hoặc tiêu cực, bạn cảm thấy như đang dao động ở tần số thấp. Tóm lại, luật hành động cảm hứng đưa ra lời khuyên quan trọng về việc không chỉ tập trung tưởng tượng và suy nghĩ, mà còn phải hành động để biến ước mơ thành hiện thực, với sự thúc đẩy từ bên trong và tương thích với mong muốn. Luật thứ 6, luật chuyển hóa năng lượng. Luật này giải thích rằng mọi thứ trong vũ trụ, bao gồm cả suy nghĩ, cảm xúc và lời nói của bạn, đều được tạo thành từ năng lượng. Năng lượng không thể bị tạo ra hoặc tiêu hủy, mà chỉ có thể chuyển đổi từ một hình thức sang hình thức khác. Khi bạn tạo ra một suy nghĩ hoặc cảm xúc, chúng không chỉ dừng lại ở mức tâm hồn của bạn, mà thực sự tồn tại trong vũ trụ. Điều này có nghĩa là suy nghĩ của bạn có khả năng biến thành hiện thực. Quan trọng là bạn nhận thức rằng mọi suy nghĩ và cảm xúc đều tạo ra và thu hút một sự phản ánh tương ứng trong thế giới xung quanh. Do đó, việc lựa chọn suy nghĩ và cảm xúc tích cực là quan trọng, và bạn cần tiếp cận điều này một cách tích cực. Hãy cố gắng không để suy nghĩ tiêu cực kéo dài quá lâu, bởi vì chúng có thể biến thành thực tế tiêu cực. Khi bạn nhận ra mình đang có một suy nghĩ tiêu cực, hãy nhanh chóng thay đổi nó bằng một suy nghĩ tích cực. Điều này cần thực hiện nhanh chóng, để không để cho suy nghĩ tiêu cực biến thành hiện thực không mong muốn. Tóm lại, luật chuyển hóa năng lượng nhấn mạnh về sức mạnh của suy nghĩ và cảm xúc trong việc tạo hình cuộc sống của chúng ta. Bằng cách lựa chọn và chuyển đổi suy nghĩ và cảm xúc tích cực, chúng ta có khả năng tạo ra một thực tại tích cực và đáng mơ ước hơn. 7. Luật nhân quả, còn được gọi là luật gieo và gặt, nói về việc bạn sẽ thu hoạch những gì bạn đã gieo ra. Điều này có nghĩa là những việc bạn làm cho người khác hoặc thế giới sẽ có tác động trở lại với bạn. Mọi sự kiện trong cuộc sống có nguyên nhân và hậu quả, và tất cả đều có liên quan đến những hành động bạn đã thực hiện. Nếu bạn làm điều tốt, bạn sẽ hưởng lợi từ điều tốt đó, và nếu bạn làm điều xấu,
bạn cũng sẽ chịu hậu quả của hành động đó. Mỗi hành động đều có một phản ứng tương tự và tương ứng. Việc hiểu rõ luật nhân quả giúp bạn có kiến thức để thay đổi những kết quả mà bạn trải nghiệm. Ví dụ, bạn không thể trồng hạt táo mà thu hoạch quả xoài. Tương tự, nếu bạn gieo sự ghét bỏ và tiêu cực, bạn sẽ không nhận được tình yêu và tích cực. Những gì bạn đưa ra vào vũ trụ sẽ quay trở lại với bạn. Những hành động và cảm xúc bạn truyền tải là những gì bạn sẽ nhận lại. Nếu bạn cho đi tình yêu và lòng tốt, bạn sẽ nhận lại tình yêu và lòng tốt từ thế giới xung quanh. Nếu bạn chia sẻ và giúp đỡ người khác, điều này cũng sẽ trở lại với bạn. Tương tự, những điều xảy ra trong cuộc sống của bạn sẽ có tác động hoặc ảnh hưởng về bạn dựa trên những gì bạn đã làm hoặc nói. Dù có thể không xảy ra ngay lập tức, nhưng tác động của những hành động và cảm xúc của bạn sẽ trở lại trong tương lai. Tóm lại, luật nhân quả cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo hành động và cảm xúc tích cực, vì những gì bạn gửi ra sẽ quay trở lại với bạn và ảnh hưởng đến cuộc sống của chính bạn. 8. Luật bồi thường. Luật này kết nối chặt chẽ với luật nhân quả. Nó mô tả rằng không có gì trong cuộc sống bị bỏ lỡ hoặc không được đền bù. Khi bạn gặp thất bại, thật sự bạn sẽ được thay thế bằng sự thành công ở một khía cạnh khác. Khi bạn trải qua mất mát, một điều thay thế tương đương sẽ đến với bạn. Khi bạn đối mặt với khó khăn, bạn sẽ có cơ hội để phát triển và trưởng thành. Điều quan trọng là nhận ra mọi thứ đều mang mục đích của nó và mọi trải nghiệm mang theo cơ hội học hỏi và phát triển. Khi bạn hiểu rõ luật bồi thường, bạn có thể nhìn nhận mọi khía cạnh của cuộc sống một cách tích cực hơn. Bạn không cảm thấy bị bỏ lại phía sau, mà thấy rằng mọi sự kiện và trải nghiệm đều đóng góp vào sự phát triển của bạn. Khi bạn đối mặt với thách thức, bạn có thể nhìn thấy nó như một cơ hội để trưởng thành và học hỏi. Khi bạn trải qua những khó khăn, bạn có thể tự tin rằng sự đền bù sẽ đến, và khi bạn trải qua mất mát, bạn biết rằng có những thứ tốt đẹp sẽ đến thay thế. Tóm lại, luật bồi thường giúp chúng ta nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực hơn và tin rằng mọi thứ đều có giá trị và ý nghĩa của nó. Điều này giúp chúng ta đối mặt với mọi tình huống với lòng tự tin và sự kiên nhẫn, biết rằng bất kỳ thách thức nào cũng đem theo cơ hội phát triển và bồi thường. 9. Luật tương quan. Luật này thảo luận về tính tương đối của mọi vấn đề. Không có điều gì tuyệt đối đúng hoặc sai, tốt hoặc xấu, mọi điều có thể nhận định theo cách mà người khác nhìn nhận. Luật này khích lệ bạn mở rộng cách nhìn của mình đối với mọi tình huống trong cuộc sống. Những thách thức lớn với bạn có thể trở nên nhỏ bé so với những khó khăn mà người khác đang trải qua. Ngược lại, những vấn đề nhỏ đối với bạn có thể đồng nghĩa với ước mơ quan trọng của ai đó khác. Luật này khuyến khích bạn thay đổi cách bạn đánh giá mọi thứ và nhìn nhận cuộc sống từ một góc độ đa dạng hơn. Điều này giúp bạn thấu hiểu hơn về sự đa dạng và phức tạp của các tình huống và ý kiến. Đồng thời, nó khích lệ bạn thể hiện lòng thông cảm và hiểu biết đối với cách người khác nhìn nhận thế giới. 10. Luật tương phản. Luật này thảo luận về sự tồn tại của những điều đối lập và mâu thuẫn trong cuộc sống. Không có gì tồn tại mà không có sự trái ngược. Sự tương phản giữa đen và trắng, tốt và xấu, cao và thấp, cùng với nhiều yếu tố khác, tạo nên một cân bằng tự nhiên độc đáo. Luật này giúp bạn nhận thức rằng sự đối ngược là cần thiết để tạo ra sự đa dạng và cân bằng trong cuộc sống. Không thể có ngày nếu không có đêm, cũng như không thể có thành công nếu không có khó khăn. Điều quan trọng là bạn hiểu rằng mọi sự đối lập và mâu thuẫn đều mang theo một mục đích và giá trị đặc biệt của chúng. Chúng đóng góp vào việc tạo ra một khung cảnh phong phú và phức tạp, giúp cuộc sống trở nên đa dạng và thú vị hơn. 11. Luật rung động là luật nói về sự luân phiên và thay đổi không ngừng trong cuộc sống. Mọi thứ diễn ra theo một mô hình rung động, tương tự như sự dao động của lịch sử, thời gian và sự biến đổi. Từ thủy triều dâng lên rồi trở lại, ngày đêm thay đổi theo chu kỳ, mùa xuân hạ thu đông xen kẽ trong vòng quay của cuộc sống. Luật này nhắc nhở bạn rằng cuộc sống chứa đựng sự biến đổi và luân phiên tự nhiên. Và quan trọng là bạn hiểu rằng mọi thứ đều có thời kỳ riêng, từ những kỳ vọng cho đến những lúc thất vọng. Điều này giúp bạn thấu hiểu rằng không có trạng thái nào tồn tại mãi mãi và rằng cuộc sống luôn tiếp tục chuyển đổi và thay đổi. Luật cuối cùng, luật giới tính là về sự cân đối giữa hai loại năng lượng nam và nữ, tồn tại cả trong con người và vũ trụ. Không phải về việc là nam hay nữ,
mà là về việc hiểu và duy trì sự cân bằng giữa hai loại năng lượng này trong mỗi cá nhân. Mọi người đều chứa đựng cả hai dạng năng lượng, và quá trình hòa quyện chúng là cần thiết để đạt được sự cân bằng và toàn vẹn. Hiểu rõ về luật giới tính giúp bạn biết cách thể hiện và tận dụng những khía cạnh đa dạng của bản thân, từ đó trở thành một người hoàn thiện hơn. Luật này không chỉ ám chỉ giới tính về mặt vật lý, mà còn đề cập đến các khía cạnh tinh thần và năng lượng trong mỗi người. Khi chúng ta áp dụng và hiểu rõ những luật tự nhiên này, chúng ta không chỉ là những người du hành trên con đường khám phá, mà còn là những người chủ động hình thành tương lai của chính mình. Chúng ta có khả năng thấu hiểu và tận dụng sự tương quan, tương phản và luân phiên trong cuộc sống để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho chúng ta và cho những thế hệ tương lai. Hãy dấn thân vào việc áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống hàng ngày của bạn, để bạn có thể thấy rõ sự thay đổi tích cực trong cách bạn suy nghĩ, hành động và tương tác với thế giới xung quanh. Và nhớ rằng, những quy luật này không chỉ là khám phá khoa học, mà còn là hành trình sâu thẳm vào bản chất của chúng ta và của vũ trụ. Chúc các bạn có một cuộc hành trình thú vị và có được những hiểu biết đáng quý từ những luật tự nhiên tuyệt vời này.